Xin chào các em, và bây giờ chị Sen Sen sẽ chữa cho mình tiếp về phần bài đọc hiểu số 33. Trước khi mà vào phần đọc hiểu số 33 thì mình sẽ cùng xem những từ mới mà sẽ có xuất hiện trong bài đọc hiểu các em nhé. Từ đầu tiên này, mình có kurashi là sinh sống, đúng không ạ? Sinh sống tại đâu đó, ở đâu đó, isne. Thì mình sẽ sử dụng là kurashi. Fuman là bất mãn, bất bình. Đó, ngược lại với fuman là mansoku, là thỏa mãn. Takarakuji là xổ số, vé số nhá. Kokyusa là ô tô cao cấp, ô tô xịn nhé, Kokyu nhé. Susume là cái lời khuyên, cái lời gợi ý. Handan là đánh giá, comment là phán đoán, là phán xét, suy xét xem. Đấy. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vào phần bài đọc hiểu luôn. Thì bài 33 đọc hiểu của các em sẽ là một bài trung văn, trừ vân, và sẽ có đến 3 câu hỏi. Thông thường khi mà làm sang những phần này thì có những bạn làm theo cách là các bạn sẽ đọc hết toàn bộ nội dung bài, sau đó các bạn sẽ đọc làm phần từng phần câu hỏi, hoặc có những bạn thì sẽ đọc phần câu hỏi trước nhưng mà lại đọc hết toàn bộ 3 câu hỏi và sau đó quay trở lại phần bài đọc. Thì như thế thì lúc đó mình sẽ bị cái nội dung về cái thời gian thì nó sẽ bị thiếu về thời gian hơn, cũng như là khó nhớ hơn. Thì theo cái cách thông thường mà sensei làm ạ, thì sensei sẽ đọc từng câu và chia từng đoạn văn, bởi vì thực ra khi mà mỗi một đoạn văn trong cái bài phần bài này, mỗi một đoạn văn nó đã chia ra đối với phần câu hỏi tương ứng rồi, có nghĩa là câu 1 nó sẽ thường ở phần đầu này, câu 2 nó sẽ thường ở phần giữa và câu 3 nó sẽ thường ở phần cuối. Thì các em cứ để ý như thế thì các em chia ra thì các em sẽ dễ hơn. Và bây giờ sensei sẽ ví dụ đầu tiên, sensei sẽ làm luôn cho mình với cái câu này nhá. Câu đầu tiên này các em có đại loại là khi mà các em đã làm cái phần bài này rồi và các em cũng biết được là cái nội dung của bài này chính là kể về một cái người đàn ông mà trúng cái vé số 300 triệu yên, đúng không? 300 triệu yên thì nó tương đương với khoảng 60 tỷ Việt Nam nhá. Câu đầu tiên này, kare wa doushite 3 oku no takarakuji o katta no ka? Tại sao mà ông ý lại mua cái vé số 300 triệu yên nhỉ? Đúng không? Câu đầu tiên này, sang ốc e no nanika ni tsukau yume o mitakatta kara. Bởi vì là ông ý muốn nhìn cái giấc mơ sử dụng 300 triệu yên làm cái việc gì đó. Đúng không? Ông ý muốn nhìn cái giấc mơ sử dụng 300 triệu yên cho cái việc gì đó nhá. Câu thứ hai này, nakunatta tsuma ga takarakuji ga suki dakara, bởi vì cái người vợ mà đã mất của ông ý thì thích xổ số. Câu số 3, sambang okane ga hoshii to omotta kara, bởi vì ông nghĩ là ông ý muốn tiền. Và câu số 4 này, tanoshii koto ga aru to omotta kara, bởi vì ông ý nghĩ là có một cái niềm vui, đúng không ạ? Là sẽ có cái niềm vui khi mà ông mua cái xổ số như thế. Và bây giờ các bạn sẽ đọc cái phần đầu tiên xem cái lý do vì sao mà ông ý đã mua xổ số này nhá. Sang ok en ga ataru, sang ok en ga ataru takarakuji ga aru, có cái xổ số mà trúng 300 triệu yên. Sore ga atatta no ni okane wo uketoranakatta hito ga iru. Uketoru là tiếp nhận, uketoranai là đã không nhận. Vậy thì sao nhỉ? Có một cái người ấy mà đã không nhận cái số tiền khi mà đã trúng trúng nó. Ở đây thì đã trúng cái đó thì thực ra sô đề đấy chính là cái gì đấy các em, chính là cái sang ốc eno atarakuji đây nhá, trúng cái xổ số này nhưng không nhận nhé. Đã có người mà đã không nhận số tiền khi mà trúng xổ số, đúng không? Kare wa 70 dai no hitori gurashi, ở đây bởi vì nó đi với cái từ này các em sẽ không đọc là gurashi mà đọc là gurashi nhá. No hitori gurashi no dansei de uketoranakatta ryū wa dou tsukaeba ii ka wakaranai kara da sou da. Có vẻ như là bởi vì sao nhỉ? Đó là một cái người đàn ông 70 tuổi sống một mình và cái lý do mà ông ấy không nhận cái khoản tiền 300 triệu yên đó là bởi vì sao? Bởi vì ông ấy không biết là sử dụng như thế nào thì được. Đó. Ở đây cũng chưa cho mình nêu cái nguyên nhân là vì sao mà ông ý lại mua cái xổ số 300 yên, đúng không ạ? Thì mình vẫn đi tiếp các em nhé. Ima wa
Thực ra thì cái câu số 1 ấy thì hỏi vì sao lại mua, nhưng cái câu đầu tiên thì chỉ nêu cái ông ý đã trúng xổ số mà ông ấy không nhận thôi, đúng không ạ? Và cái lý do vì ông không hiểu thôi, người ta cũng chưa nêu cái nguyên nhân vì sao ông ấy lại mua cả. Tục này. Kare wa shizuka ni sekatsu shite te sore ni nan no fuman mo nai. Bây giờ thì ông ấy đang có một cuộc sống rất là yên bình. Sore ni là thêm vào đó, thêm nữa thì cũng không có một cái điều gì mà cảm thấy bất mãn. Đây, kare wa takarakushi o katta no wa. À, đây chính là cái câu chốt của các em đây này. Ông ấy mua xổ số là bởi vì nakunatta tsumima ga takarakushi o tanoshinde itta tame. Tame de o kane ga hoshii kara dewa nakatta. À, đây chính là câu trả lời đây, đúng không ạ? Cái nguyên lý ông ấy mua xổ số bởi vì sao? Bởi vì là cái người vợ mà đã mất ý, thì đã rất là thích, đã rất là yêu thích mua xổ số, chứ cũng không phải là dewa nakata, là chứ cũng không phải là bởi vì ông ấy cần tiền, ông ấy thích tiền. Vậy thì đáp án của các em chắc chắn là phương án số 2 rồi, đúng không ạ? Câu số 3 không đúng, bởi vì là người ta cũng nói rõ là bởi vì okane ga hoshi dewa nakatta, đúng không? Okane ga hoshi kara dewa nai là cũng không phải thích tiền, nhưng câu số 3 là không phải, đúng không? Ok chưa? Vậy là câu đầu tiên mình đã có luôn cái đáp án, đấy chính là ông ấy mua xổ số bởi vì ở đây người ta đã cho các em tương đương một cái câu, bởi vì cái người vợ đã mất thì thích xổ số, mà nakunatta tsuma ga takarakushi ga suki dakara desu ne. Ok, vậy là mình đã xong với phần câu đầu tiên rồi đó. Cái câu số 1 là sang ok no nanika tsukau yume o mita katta kara, cũng không có, đúng không ạ? Trong câu trả lời cũng không có. Nên câu số 4 tanoshi koto ga aru to omotta kara thì trong cái phần đầu mình đọc cũng không thấy. Và bây giờ các em sẽ tiếp tục đi với sensei sang đối với phần câu hỏi số 2, môn đai 2, đấy chính là sang ok en ga atatta ato de kare wa dou shiyou to omotta ka? Sau khi mà ông ấy trúng được cái xổ số 300 triệu yên thì ông ấy đã nghĩ là ông ấy sẽ làm như thế nào? Câu đầu tiên này, kodomo ya shinseki to wakeyo to omotta, ông đang nghĩ là ông sẽ cho chia cho trẻ, những đứa con và người thân nhá. Câu số 2 này, kokyu sao kao to omotta, ông sẽ nghĩ là ông sẽ mua xe ô tô xịn, ô tô cao cấp đấy. Câu số 3, okina ie o kao to omotta, ông nghĩ là ông sẽ mua cái nhà to. Câu số 4 này, uketoranai koto ni shio to omotta, ông ấy nghĩ là ông sẽ không nhận cái tiền đó, đúng không? Thật ra đây các em đã biết được là câu số 4 rồi. Câu số 1, số 2 thì không, 2, 3 thì đều là không phải. Nên, ở đây vừa nãy mình đã đọc cái đoạn từ đầu này cho đến đến đây rồi, đúng không ạ? Bây giờ tiếp theo, cái đoạn số 2 thì mình sẽ đọc tiếp nhé. Sangoku eno tot uke tot temo sore o wakeru yō na kodomo ya shinseki mo nai shi kōkyū sa ya okinai o kao hichio mo nai. Đây, câu đầu tiên này. Dù là có nhận 300 triệu mani chăng nữa thì sore o wakeru, sore chính là sang ok là cũng không có cái đứa con, không có con hay là người thân, đúng không? Shinseki mo nai shi nghĩa là cũng chẳng có con hay người thân để mà chia cái số tiền đó. Để mà chia cái số tiền đó này, nai shi, shi là liệt kê, đúng không ạ? Hơn nữa là sao đây? Hichio nai là cũng không cần thiết mua, ông ấy cũng không cần mua mua những cái xe cao cấp hay là mua những cái ngôi nhà to. Vậy thì cái câu đầu tiên của các em là kodomo ya shinseki to wakeyo là cũng không phải, đúng không? Bởi vì ông ấy cũng không có người thân nên cũng không có con này. Câu số 2 là ông ấy mua ô tô cao cấp thì cũng không phải, bởi vì ở đây người ta cũng bảo hichio nai rồi. Và câu số 4, à câu số 3 là okie thì cũng hichio nai ông ấy cũng không mua, đúng không? Thế nên là sao? Vì ông ấy cũng không lấy, không tiếp nhận cái số tiền đó. Thực ra thì cái câu số 2 này ngay cái phần đầu tiên ấy là ông ấy đã okane o uketoranakatta là đã không nhận tiền, thì mình cũng biết là à sau khi mà trúng cái xổ số đấy thì ông ấy cũng đã quyết định ông sẽ nghĩ là ông ấy không nhận tiền rồi, đúng không? Hay. Ok, bây giờ mình sẽ cùng với nhau sang tiếp phần câu số 3 các em nhé. Câu hỏi số 3 này. Ở đây thì có gạch chân một cái đoạn bên dưới là kare wa kashikoi handan o shita no kamoshirenai.
彼は賢い判断をしたのかもしれないとあるが、それはなぜか。Tại vì sao trong cái đoạn viết lại có một cái câu là à, có lẽ là ông ấy đã đưa ra một cái phán xét, một cái phán một cái xem xét, một cái phán đoán, một cái handan, một cái phán đoán rất là khôn ngoan, kaskoi nè, khôn ngoan kiểu rất là cool nhá, rất là ngầu ấy, khôn ngoan. Vậy nhỉ, đúng không? Câu hỏi này, nani mono hito đây có nghĩa là rất là nhiều người nhá. Ni sodan shite ike no kita là bởi vì ông ấy đã hỏi ý kiến và trao đổi, sodan là trao đổi bàn bạc với rất nhiều người. Vì sao mà ông ấy đưa ra một cái phán đoán đó nhá? Câu này cũng không phải đúng không ạ? Nếu mà các em đã làm phần bài đọc. Câu số 2 này. Mendan na mondai ga okiru kanose ga nakunatta kara. Hay có nghĩa là cái khả năng mà xảy ra những cái vấn đề phức tạp, cái vấn đề rắc rối thì sẽ biến mất, đúng không? Kanose ga aru. Kanose ga aru nghĩa là có khả năng xảy ra những cái vấn đề rắc rối, nhưng ở đây là bởi vì khả năng nakunatta. Nakunaru có nghĩa là sẽ mất, biến mất những cái rắc rối. Nếu như mà ông ấy nhận tiền thì sẽ có rắc rối, còn ông ấy không nhận tiền, thế nên là những cái rắc rối mà có khả năng xảy ra nó sẽ biến mất. Đấy. Okane wo yakutatsu you ni tsukau you to shita kara. Bởi vì là ông ấy dự định là sẽ gì nhỉ? Sử dụng cái tiền đó một cách có ích. Yakutatsu, yakutatsu desu ne. Có ích đúng không? Câu này cũng không phải. Kuruma ya ie wo kate mawari no hito ni age you to omotta kara. Ông nghĩ là ông ấy sẽ mua nhà với mua xe để tặng cho những cái người xung quanh. Câu này thì cũng không phải. Bây giờ mình sẽ cùng đọc tiếp cái phần mà vừa nãy mình chưa đọc các em nhé. Đây. Sore yori mo moshi 3 oke no uketotta ra sono okane wo mokuteki ni hito ga yotte kita iroro na mondai ga okiru kamoshirenai. Hơn nữa là, đúng không ạ, vừa nãy ở đây phần trên nó bổ sung thêm là ông ấy có nhận tiền thì ông ấy cũng không có trẻ, không có con hay là gia đình để người thân để mà chia tiền này, và ông ấy cũng chẳng cần xe to với cả ông ấy cũng không cần mua xe cao cấp và cũng không cần mua nhà. Hơn nữa là nếu như mà ông ấy lấy 300 triệu yên ý, đây là một ý bổ sung nhé, thì có thể là sẽ xảy ra những cái vấn đề. Mondaga okiru kamoshirenai là có thể sẽ xảy ra rất nhiều những vấn đề từ những cái người mà yotte kite là tới vì, đúng không? Ghé qua đến, ghé tới vì cái mục đích, vì tiền ấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái câu này là hơn nữa là nếu như mà ông ý nhận 300 triệu yên này thì sẽ xảy ra rất nhiều cái vấn đề đến từ những cái người mà họ đến vì cái số tiền đó, đúng không? Nhiều người khi mà nghe thấy trúng xổ số là họ sẽ đến, họ xin tiền này, họ sẽ kêu gọi hỗ trợ này, kêu gọi từ thiện này, kêu gọi giúp đỡ này, hoặc là vào cướp chẳng hạn. Đấy, có rất nhiều vấn đề như thế. Tanoshi koto yori mo taihen na koto ga oi to kangaeta daro. Thế thì sao nhỉ? Ôi, thế thì có lẽ là suy nghĩ, ông ấy nghĩ ra thì có lẽ là những cái điều mà thai hên, mà những cái khó khăn ấy thì nó còn nhiều hơn là những cái niềm vui, đúng không? Nanin mono hito ga uketoru you to susumeta ga kare no kimochi ga kawaranakatta. Có rất là nhiều người đã khuyên ông ý là lấy đi, đúng không? Nhiều người là khuyên ông ý lấy đi, nhưng mà ông ý vẫn không thay đổi cái quyết định của mình, không thay đổi cái ý chí, cái cảm xúc của mình, đúng không? Ataranai sa, đúng không? Cái người mà không trúng số ấy, kara mita mottai nai. Mita là gì? Những cái người mà không trúng ấy, nhìn vào thì thấy là mottai nai, là thật là lãng phí, thật là tiếc ấy ạ. Mottai nai hanashi đó là, kare wa kashikoi handan shita mo kamoshirenai.
từ những cái người mà không trúng, ví dụ như là sensei các bạn đúng không ạ, nhìn vào tiếc thế, trúng 300 triệu yên mà không nhận thật là lãng phí. Nhưng mà có lẽ cái phán đoán của ông ấy là một cái phán đoán khôn ngoan. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy sống bây giờ đang sống một cuộc sống rất là bình yên và cũng chẳng cần cái gì, không có cái gì bất mãn, không có con cháu người thân để mà chia. Và ông ấy cũng không cần mua nhà, không cần mua xe, thì ông ấy nếu mà ông ấy lấy tiền về thì sẽ xảy ra những rất là những cái vấn đề rắc rối, đúng không? Vậy thì câu trả lời của chúng ta ở đây chính là câu số 2 đấy. Hay câu số 1 không đúng bởi vì là ông ấy cũng chẳng hỏi ý kiến của ai cả, đúng không ạ? Câu số 3 là bởi vì ông ấy cũng không định sử dụng nó vào một cái mục đích nào cả. Và câu số 4 là ông ấy cũng không định lấy tiền để mà mua cho những cái người xung quanh. Chỉ có cái câu số 2 này là cái khả năng mà xảy ra những cái vấn đề rắc rối thì sẽ biến mất. Đấy, nên là quyết định của ông ấy rất là khôn ngoan. Vì sao? Bởi vì những cái khả năng mà xảy ra những cái rắc rối nếu mà ông nhận tiền á thì nó sẽ biến mất. Thế nên đáp án của chúng ta là câu số 2. Hay, it has come in a sound. Vậy là phần bài đọc hiểu số 33 này của mình đã kết thúc rồi. Mặc dù là có vẻ hơi rắc rối một chút, nhưng nếu như mà các em tập trung vào phần bài đọc, các em phân tích, hiểu được cái nội dung khái quát, thì các em sẽ thấy là câu trả lời cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Hay, bây giờ mình sẽ cùng với nhau kết thúc bài đọc hiểu số 33 ở đây và chuyển sang bài đọc hiểu tiếp theo nha.